Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến một điều rất đặc biệt cho anh em. Anh em có thể thấy đây là bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Bồ gà Mỹ con này anh em thấy nó hăng không? Nó rất là to anh em ạ. Và đây có một điều đặc biệt nữa. Ngay bên dưới đây thì mình giới thiệu cho anh em luôn. Đây là bồ câu gà Mỹ còn nhỏ anh em nhé. Con này thì tầm khoảng được 14 đến 15 ngày thôi. Nhưng mà anh em thấy này, siêu khổng lồ không? Đây là chim bồ câu mà chưa ra ràng đấy, chưa làm thịt được thôi. Nhưng mà anh em có thể thấy nó to đùng này. Đây, cho anh em xem tận mắt luôn. To không? Đây là giống chim bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Thì cái giống này thì giá của nó hơi chát một tí. Nên nhiều anh em có hỏi mình là tại sao giống đắt thế, thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn là ở trại của mình á, thì chuyên cung cấp giống bồ câu mà hàng mà chuẩn anh em ạ. Ở bên kênh nông dân của mình, nông dân làm giàu đấy, thì chỉ cung cấp cái loại mà chất lượng nhất để anh em nuôi thôi. Nên giá có thể là nó cao hơn đối với những chỗ khác một chút. Nhưng mà mình nghĩ là cái mặt bằng thì nó cũng không cao hơn những chỗ khác đâu. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì đúng là tuyệt vời này, anh em có thể thấy tận mắt luôn. Con này là 14-15 ngày nhá. Còn đây một chú nữa này. Con này thì tầm khoảng 10 đến 11 ngày anh em ạ. Anh em thấy tuyệt vời không? To đùng này, mập chưa? Và chim bồ câu này thì nó được nuôi bằng sữa của chim bồ câu bố mẹ nhá, chứ nó chưa ăn cám được anh em ạ. Nơi hoàn toàn bằng sữa diều đấy. Anh em có thể thấy nó rất là tuyệt vời này. Mình cho anh em xem luôn. Con này lớn hơn con trước vài ngày. Đấy. Đây là chim bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Và chim bồ câu này thì mọi người có thể nuôi để làm cảnh này, có thể nuôi để làm phong thủy này, mình nuôi thả nhà đấy. Và đặc biệt nữa đó là mình phục vụ cái nhu cầu mà ăn uống và bồi bổ sức khỏe. Tại vì một con chim bồ câu gà Mỹ anh em ạ, thì cái chất dinh dưỡng của nó có thể bằng vài con gà luôn anh em. Và cái lượng thịt của nó cũng rất là nhiều. Anh em có thể để ý này, tầm khoảng vài ngày nữa thôi thì nó cũng 5 lạng và trên 5 lạng hết. Đối với chim bồ câu gà Mỹ thì nó quá siêu khủng rồi. Đấy, thì anh em có thể thấy rất là tuyệt vời. Đây, bây giờ mình để nó xuống đây một chút để mình đi giới thiệu cho anh em xem những cặp bồ câu gà Mỹ bố mẹ nhá. Cặp bố mẹ mà làm giống mà siêu khủng đấy. Đấy, anh em thấy gì chưa? Đây là con trống nhá. Em có thể đây là con gà Mỹ mà trống nhá. Cặp này có cái anh kia đến trại mình trả giá vài triệu mình không bán anh em ạ. Con này mình nghĩ tầm hơn chục triệu hay 20 triệu mình cũng không bán đâu. Tại vì mình nghĩ nó là vô giá đối với mình, tại vì mình rất là quý nó. Đây là con mái này, nó đang cho nó ấp luôn. Tại vì anh em cũng hiểu này, đối với khi mà mình nuôi một con gì đó thì có những cặp mình rất là thích thú với nó, mình thích lắm. Nên có nhiều anh em trả giá cao hoặc là cao hơn rất nhiều đối với cái giá trị thực của nó, nhưng mà mình cũng không bán. Tại vì mình nghĩ là nhiều anh em sẽ hiểu câu chuyện của mình, nên anh em cũng đọc trên báo chí cũng nhiều và xem truyền hình cũng nhiều. Anh em nhiều khi anh em bất ngờ với cái giá của một con chim chào mào đi, vài chục triệu. Rồi con chim sáo cũng vài chục triệu. Tại vì sao? Trả giá cao nhưng mà người ta vẫn không bán. Tại vì những cái người chủ họ nuôi ấy, tại vì họ cảm thấy nó rất là quý giá và nó trở thành nên vô giá đối với mình. Không có cái giá nào thì đến được mình bán được nó. Đối với chim cặp gà này cũng vậy. Những con khác là mình để đây vào là nó rất sợ anh em ạ. Nhưng đối với riêng con chim bồ câu trống này thì nó rất là hung dữ. Nó luôn bảo vệ cái con bạn đời của mình, đó là cái con đang ấp kia. Và nó cũng sản xuất ra rất là nhiều những cặp chim bồ câu gà Mỹ rặc để cung cấp cho anh em. Thì đối với mình thì nó là vô giá anh em ạ. Anh em có thể thấy cái trọng lượng của nó này. Mình nghĩ con này là
tầm 1 kg. Con trống hơn 1 kg đấy anh em ạ. Anh em có thể thấy này. Đây mình không bao giờ mình nói quá đâu anh em. Ở trên video mình như thế nào thì mình nói để chính xác anh em xem luôn. Nó rất là to này. Cái bồ diều của nó anh em thấy này. Nó mổ rát lắm luôn anh em. Nó mổ rát lắm. Thì cặp này thì nó đang đẻ ấy. Thì mình không làm phiền nó nhiều. Ở trên này anh em có thể thấy này. Đây là cặp con chim bồ câu câu cà với cái mà nó màu vàng đó anh em nhé. Bắt nó ra cho anh em xem luôn để anh em thưởng lãm luôn. Đây anh em, đây là một con thì mình cũng rất là yêu quý nó. Và mình con bạn đời của nó thì mình để nó ở bên kia rồi. Bây giờ mình cho anh em xem luôn. Đấy, anh em xem thấy này. To không anh em? Nhìn rất là khủng luôn anh em. Nhìn mình của nó nhìn đẹp lắm anh em ạ. Nhìn cái bộ lông cánh của nó nữa. Và đặc biệt là cái đầu của nó anh em này. Vàng ươm đây anh em. Con lúc nãy thì nó màu nâu đỏ. Còn con này màu vàng ươm. Còn cái chân của nó anh em sắc lắm. Nó cào mình mấy phát mà muốn giống như kiểu là chầy tay luôn. Chim một câu gà nó có một cái lợi thế. Anh em biết là lợi thế gì không? Nó rất là to và nó rất là đẹp. Nhìn nó nặng, đúng là nặng như gà anh em ạ. Mình không phải mình nói nó quá đâu. Nhiều người đến trại của mình á, nhìn những cặp bồ câu này á, thì họ tưởng là con gà đấy anh em ạ. Đây. Rất là siêu khủng. Anh em thấy nó tuyệt vời không? Đấy, bộ câu gà rất hung dữ. Còn bên này nữa anh em, những cặp bộ câu gà bên này nữa. Đấy, anh em thấy cái con chim bồ câu gà cái chưa? Cánh màu điểm một vài chút trắng chưa? Nhìn rất đẹp. Còn dưới thì màu vàng nữa. Đây không phải là chim lai đâu anh em nhé. Anh em để ý kỹ, đây không phải là chim lai đâu. Đây là chim bồ câu rặt đấy nhá. Chim bồ câu gà thì nó có những cái loại ví dụ là màu nâu đỏ này, màu trắng cũng có này, màu đen này, màu vàng này. Và tuy nhiên thì cái màu nâu đỏ là cái màu mà nhiều người họ cảm thấy hứng thú nhất đối với nó. Tại vì nó là một cái màu mang lại cái phong thủy anh em. Phát tài phát lộc, màu nâu đỏ. Còn anh em có thể thấy cái cặp bên trong cùng này. Anh em thấy cái cường của nó không? Ống ánh. Mình hay gọi cái lông tơ ấy là cái màu lông máu á. Nó có những cái sợi li ti nhỏ lắm. Mình bắt nó ra mình nhìn kỹ thì mình mới thấy được. Mình gọi nó là lông máu đó. Thì nó tạo ra một cái sức ấm á. Sức ấm ánh ở cái thường của nó. Ở ngay chỗ cái dưới cái đầu một tí xíu. Đó, anh em thấy đã không? Đây là chim bồ câu gà đấy. Là những cặp chim bồ câu gà ở trại mình đang vào đẻ hết rồi anh em nhé. Quá to rồi. Mình nhìn cái kích thước của nó, nó to hơn rất nhiều so với những loại chim bồ câu khác. Chính vì thế nên cái giá của nó hơi chát là vậy anh em ạ. Mình có một sở thích rất đặc biệt đối với những cái loại chim bồ câu. Mà nó thứ nhất là nó có thể là kích thước nó khổng lồ nhất này. Có thể là cái vẻ đẹp của nó khác này. Và cũng có thể là cái loại mà mới nhất trên thị trường hiện nay mà nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao á. Và clip sắp tới thì mình chắc là mình sẽ giới thiệu rồi cho anh em xem chim bồ câu thổi kèn. Cái tên nó là thổi kèn anh em nhé, chứ không phải là mình nói giỡn hay nói đùa đâu. Đây là những cặp chim bồ câu thổi kèn anh em. Chim bồ câu này anh em khoái nhất là cái gì biết không? Cái chân của nó anh em. Đấy, cái chân của nó mọc lông ở dưới anh em này. Đấy, anh em thấy đã không?
clip sắp tới thì mình sẽ làm review về chim bồ câu thổi kèn cho anh em xem. Tại vì ở trại mình là chuyên bồ câu Titan Thái siêu thịt nuôi để phát triển kinh tế và trở thành mang lại hiệu quả kinh tế cao và thoát nghèo. Mà tuy nhiên thì mình cũng nuôi thêm một số những loại chim bồ câu cảnh hoặc là những chim bồ câu gà để những anh em nào mà họ có cái sở thích thì mình có thể mình tìm những cái chỗ uy tín mình mua. Thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây và mình cũng hy vọng là anh em xem xong ở trại mình á, thì anh em có một cái nhìn hoàn toàn khác về chim bồ câu gà Mỹ. Và hy vọng là những anh em nào mà có sở thích nuôi thì anh em có thể lựa chọn cho mình những cái địa điểm chất lượng để mình có thể lựa chọn được những cặp bồ câu chất lượng để mình nuôi nhé. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.